Có tên chưa? Không có tiếng Anh. Không có bên chị, chị không giải thấy chị nào tiếp chưa, chị biết chưa? Chị cầm. Lộng 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 dưới 06904. Chúc chị ăn Tết vui vẻ nha. Trong cái tình hình là công nhân lao động đã ở lại Bình Dương rất là nhiều so với mấy năm trước, đặc biệt năm nay thì có khoảng là 500.000 người lao động ở lại Bình Dương. Thì với cái số lượng như thế thì Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các cấp công đoàn chuyển đổi các hình thức chăm lo một cách phù hợp, ví dụ như là không tổ chức tập trung đông người mà sẽ chia nhỏ ra các cái đoàn nhỏ để đến trực tiếp trao quà cho người lao động. Bên cạnh đó thì Liên đoàn Lao động cũng được nhận được sự hỗ trợ quan tâm rất là sâu sắc của tỉnh ủy cũng như là ủy ban, đã trích một phần kinh phí khoảng hơn 7 tỷ đồng để hỗ trợ cho người lao động ở Bình Dương, mỗi suất là khoảng 500.000. Đồng thời thì Liên đoàn Lao động cũng đã kêu gọi và nhận được sự hỗ trợ rất là tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Đã cùng với Liên đoàn Lao động chăm lo cho người lao động, ví dụ như hỗ trợ bằng quà, bằng tiền. Hiện tại thì Liên đoàn Lao động nhận được cái số hỗ trợ rất là lớn, trên khoảng 1 tỷ đồng, và các hiện vật ví dụ như là nhu yếu phẩm cần thiết cho người lao động. Thì với cái phần tiền và số quà đó thì Liên đoàn Lao động đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai nhanh chóng và kịp thời, làm sao để đưa cái số tiền và phần quà của Ủy ban nhân tỉnh cũng như là các doanh nghiệp hỗ trợ đến nhanh nhất và kịp thời nhất để cho người lao động đón một cái Tết thật là đầm ấm và đủ đầy. Đối với cái chương trình trao quà cho công ty Mỹ Tú thì đây là một công ty chưa có tổ chức công đoàn, nhưng mà với trách nhiệm của Liên đoàn Lao động xác định là dù là công đoàn viên của mình hay là người lao động chưa là đoàn viên công đoàn, thì Liên đoàn Lao động đã trích một phần kinh phí mà Liên đoàn Lao động đã vận động để xuống trao cho người lao động mỗi suất là 500.000 đồng để chia sẻ một phần nào khó khăn cho người lao động tại công ty Mỹ Tú này. Rồi, chúc chị ăn Tết vui vẻ nha. Cùng mấy năm mà trước công ty cũng làm đều, cũng tăng ca đều việc lắm. Những năm nay là Covid-19 này công ty làm ăn khó khăn, ít có đơn hàng á, trời ông tổng không có đủ chi phí trả cho công nhân. Cũng khó khăn hơn lúc công ty ít việc làm rồi. Nghỉ trước gần Tết 2 tháng rồi đi kiếm việc làm ở ngoài là tạm nửa tháng. Bằng nói chung là được hỗ trợ này thì mọi người công nhân ở đây ai cũng vui vẻ, ai cũng phấn khởi. Gần Tết rồi có một chút phần quà cho công nhân là cũng là hạnh phúc rồi. Em kêu đi bố theo bộ phận nên anh khác theo bộ phận này. 16 Tâm Linh khách nè. 12 Tâm Thị Nhung 14284. Phạm Thị Nhân. Phạm Thị Nhân 14 rồi mà. Nguyệt đây. Nguyệt 1 cho em, đang phát trên 1 cho em, có Nguyệt không? Nguyệt không lên đây. Linh Loan. Linh. Rồi. Nó chịu khó chịu cần thiết nha, để kiếm ngân sách cho được. Chị mấy? Dạ, QC cắt. QC cắt 09154. Bắc Kinh hả? Không, cất á. Cất. Đúng không? Không phải, QC cắt. Nè, QC cắt tên nè. 09154. Hàng trăm công nhân xếp hàng nhận lì xì. Thưa các bạn, đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Tú, nơi trước đây xảy ra cái việc là ngưng việc tập thể, và bây giờ thì Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã vận động các doanh nghiệp mạnh thường quân chăm lo Tết cho người lao động, và hiện thì đã có hàng trăm công nhân lao động đã xếp hàng để nhận tiền lì xì. Cái số tiền không lớn nhưng nó cũng là một cái tấm lòng của doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động để chăm lo cho những người lao động có thu nhập thấp để họ ổn định cuộc sống trong Tết và ra ngoài Tết thì tiếp tục đi làm việc. Tiếp theo. Mình để hoạt động tiếp tục á thì anh cố gắng là gắn bó với công ty, đặc biệt là hôm nay tụi em đến đây để hỗ trợ một phần kinh phí mà công đoàn đã đi vận động cũng như là ủy ban hỗ trợ.
để hỗ trợ cho anh em công nhân mình trong cái hoàn cảnh là công ty cũng khó khăn. Rồi bối cảnh là Tết như thế này thì liên đoàn sẽ hỗ trợ cho mỗi người 5.000 đồng một cái gì đó gọi là Tết, sẽ đón một cái Tết làm ấm ở Bình Dương ha. Cảm ơn bên công đoàn vậy thôi ủng hộ cho tụi em cũng lúc khó khăn. Xin anh Châu ơi, trong năm qua thì cái công việc của công ty Mỹ Tú này như thế nào và thu nhập của mình ra sao? Thu nhập nói chung mình cũng cuộc sống cũng ổn định thôi. Mấy tháng trước thì cái thu nhập hơi bấp bênh phải không? Nhưng mà cũng đủ sống mà, thì không có tăng ca bọng gì đâu. Cũng lương cơ bản được 40 mấy 50 triệu gì thôi. Anh là gì? Nguyễn Văn Sâu hả anh? À, là anh sinh năm bao nhiêu anh? 82. 82 quê ở đâu anh Sâu? Quê Sóc Trăng. À Sóc Trăng. Anh lên đây bao nhiêu năm rồi anh Sâu? Lên 2002 tới giờ. 2002 đến giờ mà làm công nhân ở Mỹ Tú này được bao nhiêu năm rồi? Có năm mấy rồi, mới như... À. Cái thu nhập của anh mỗi tháng ở Mỹ Tú này được bao nhiêu anh? Chưa đầy 5 triệu. Lương cơ bản á. Cả tăng ca thì được bao nhiêu? Tăng ca thì nói chung là có tăng ca thì đủ rồi thì cũng 7-8 triệu. Chuyện. Còn mấy tháng túi này thì không có tăng ca. Là anh ở trọ hay có nhà rồi? Ở nhà. Tức là có nhà ở đây rồi hả? Nhà ở đâu anh? Nhà chung với ông dì vợ thôi chứ chưa nhà riêng. À. Thôi vậy cũng được, cũng đỡ đi chứ tiền thuê trọ nữa thì vất vả lắm á. Rồi cảm ơn anh Sâu nhiều nhá. Cái công việc và cái thu nhập của mình như thế nào và hôm nay mình nhận cái món quà lì xì mình có vui không? Cũng tại vì không đồng lương không có thì chị đi kiếm thì kiếm thu nhập khác chứ không tổng làm gì chị đâu có ấy đâu. Hôm nay cái cảm nhận mình nhận món quà này thì mình có vui không? Cũng vui chứ, vui chúc Tết anh chị em cô bác không có thì cho mình vui chứ. Cái số tiền này về mình sẽ làm gì ạ? Mua đồ ba bánh hồi chân Tết, mua bánh mua trái gì đó. Cái công việc và cuộc sống của mình ở đây thì như thế nào chị? Thì mặn bây giờ không mặn cho ông tổng thì đợi thời gian này thì đi mặn chỗ khác kiếm sống. À, tức là trong này nó chưa có việc làm cho mình được không ạ? Chưa. Đây là giờ mình đang đi kiếm cái việc gì? Thì cũng mình làm công ty mai quen rồi đi làm công ty mai á. Chị có mấy cháu rồi? Chị có ba cháu rồi. Ba cháu. Ở trên này ông xã làm gì chị? Ông xã cũng làm công ty thảm đó cưng. Nhưng mà mình có nhà cửa ở đây chưa hay không, ở trọ? Không, chị không có nhà, chị ở trọ. Lên đây 10 năm rồi. Lên đây 10 năm rồi. Chị cho biết chị họ tên đầy đủ là gì ạ? Trần Thị Nhiều. Trần Thị Nhiều, chị bao nhiêu tuổi quê đâu? Chị 47, Tết 48 là quê ở An Giang á cưng. À, quê An Giang. Dạ rồi, chúc chị ăn Tết vui vẻ nhé chị nha. Dạ rồi, dạ chị. Công ty này được mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Vâng. Anh Hải có thể chia sẻ được rằng trong năm qua thì cái việc làm và cái thu nhập của mình nó như thế nào không ạ? Cùng mấy năm trước công ty cũng làm đều, cũng tăng ca đều việc lắm những năm nay. Những năm nay là Covid-19 này công ty làm ăn khó khăn, ít có đơn hàng á, trời ông tổng không có đủ chi phí trả cho công nhân. Rồi cái đời sống của mình có khó khăn hơn không? Thu nhập rồi đời sống của mình cũng khó khăn hơn lúc công ty ít việc làm rồi. Nghỉ trước gần Tết 2 tháng rồi đi kiếm việc làm ở ngoài là tạm nửa tháng. Cố gắng để làm ở ngoài nguyên sinh thôi. Rồi có nhận được cái sự hỗ trợ gì của cái tổ chức nào không? Mà hôm nay nhận cái sự hỗ trợ lì xì năm mới này thì mình cảm nhận như thế nào? Chung chỉ nhận được một ít của công đoàn mới trao thôi chứ ở nơi khác thì chưa có ai có lịch trình trao quà hay cái gì cả. Vâng. Hôm nay nhận cái sự hỗ trợ này thì anh cái cảm nhận của anh như thế nào? Vâng, nói chung là cái hỗ trợ này thì mọi người công nhân ở đây ai cũng vui vẻ, ai cũng phấn khởi. Gần Tết rồi có một chút phần quà cho công nhân là cũng là hạnh phúc rồi. Cái số tiền nhỏ này thì anh về anh sẽ làm gì? Về cũng mua sắm ít đồ Tết rồi gia đình ăn Tết thôi. Năm nay ở lại Tết thì mình ăn Tết như thế nào anh?
ở lại Bình Dương thì mình đã sắm sửa mai đào gì rồi bánh chưng gà gì chưa? À, chưa, ngày mai mới đào mua sắm. Mua nên sơ bánh kẹo đào Tết này. Ăn Tết đây vì dịch bệnh đâu có về quê được. Hôm nay cách ly cho chắc chỗ an toàn. Vợ chồng có mấy cháu rồi anh? Dạ, vợ chồng có hai cháu, rồi một trai một gái. Các cháu học lớp mấy cả rồi? Một cháu thì học lớp 3, một cháu thì mới có học mẫu giáo. Rồi cái chị? Dạ. Vợ anh làm gì? Cũng làm công ty. Rồi ví dụ như hai vợ chồng một tháng thu nhập được tổng là bao nhiêu và mình phải chi phí vào cái cuộc sống của mình khoảng bao nhiêu anh? Trong hai vợ chồng làm đều việc cũng cả 14-15 triệu. Tiền trọ rồi tiền học cho con hết khoảng bao nhiêu? Tiền học, tiền trọ cho con hết cả 7-5 triệu nữa. Mất một nửa rồi ha. Có tên chưa? Lộn bên dưới 06904. Rồi, chúc chị ăn Tết vui vẻ nha. Văn phòng số mấy vô bên đấy bên 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 08859 về quá trời việc đó chứ phụ đi chứ chịu cái là chịu đây đúng sao đó rồi mình không có tập trung trước đây đó có 5 người lại ba trên lại luôn nè mình đứng sắp hàng đi anh vũ 4